Cách để viết thông báo nghỉ việc trước 2 tuần. Đến một lúc nào đó trong sự nghiệp, bạn sẽ phải viết đơn xin thôi việc. Mặc dù bạn nên chuẩn bị trước để có thể trả lời cho quản lý của bạn về lý do xin nghỉ việc, nhưng sau đó bạn vẫn cần phải nộp một lá thư ngắn về việc này. Có lẽ bạn rất lo lắng khi viết thư xin thôi việc, nhưng thật ra bạn không cần phải sợ. Nếu như biết cách bố cục của lá thư và đưa ra những thông tin phù hợp, bạn có thể tự tin về quyết định xin nghỉ việc của mình. Viết điều gì và viết như thế nào? 1. Đưa ra thông báo nghỉ việc một cách ngắn gọn và rõ ràng. Dòng đầu tiên trong thông báo xin nghỉ việc cần nêu thông tin một cách rõ ràng rằng bạn sẽ nghỉ việc vào cuối 2 tuần tới. Không sử dụng lời lẽ khiến cho người ta có thể nghĩ rằng bạn sẽ sẵn sàng ở lại lâu hơn hoặc thay đổi quyết định nếu như bạn nhận được một lời đề nghị hấp dẫn hơn. Một ví dụ hay là, bức thư này là thông báo chính thức của tôi về việc xin từ chức là chức danh công việc, ở tên công ty, bắt đầu từ ngày nghỉ việc. Một số ví dụ khác hay là, tôi viết đơn này để xin từ chức là chức danh công việc, ở tên công ty, bắt đầu từ ngày nghỉ việc, 2 tuần kể từ ngày hôm nay. Bạn không nên viết thư như sau, tôi muốn từ bỏ vị trí của mình là chức danh công việc, hãy cho tôi biết khoảng thời gian thuận tiện nhất cho anh. Bạn cũng tránh viết như sau, nếu như mọi việc diễn ra như dự kiến, tôi dự định sẽ xin từ chức ở công ty trong 2 tuần kể từ ngày hôm nay. 2. Dành cho sếp của bạn ít nhất là 2 tuần. Ngày nay, nhiều công ty không yêu cầu người lao động thông báo nghỉ việc trước 2 tuần trong hợp đồng lao động, nhưng bạn vẫn nên làm như vậy để có thể chứng tỏ mình là một người lịch sự và chuyên nghiệp. Nếu như bạn nghỉ việc trong vòng chưa đến 2 tuần, nhà tuyển dụng trong tương lai có thể sẽ lo ngại rằng bạn đã làm điều tương tự với họ. Nếu như công ty của bạn đang bước vào một thời kỳ đặc biệt bận rộn, bạn nên cân nhắc đưa ra thông báo nghỉ việc từ trước 4 tuần thay vì chỉ trước 2 tuần. Giám đốc cấp cao hoặc là nhân viên cấp cao hơn cũng nên cân nhắc gửi thông báo nghỉ việc sớm hơn 2 tuần. Theo nguyên tắc chung, bạn nên gửi thông báo nghỉ việc trước khoảng một thời gian tương đương với thời gian nghỉ việc được phép đối với vị trí của bạn. Ví dụ, nếu như vị trí của bạn cho phép bạn nghỉ việc 3 tuần, thì bạn nên gửi thông báo nghỉ việc trước 3 tuần. 3. Hãy duy trì một thái độ xã giao khi quyết định trình bày lý do thôi việc. Điều này càng đúng khi những lý do mà bạn đưa ra dễ thay đổi. Trong trường hợp đó, tốt nhất là bạn nên tránh nêu ra lý do. Bất kể là bạn bức xúc cỡ nào với công ty, thư thông báo nghỉ việc không phải là nơi để cho bạn xả nỗi bực tức. Hãy viết ngắn gọn, chung chung và chuyên nghiệp. Trừ khi bạn được yêu cầu cung cấp lý do thôi việc trong thư chính thức, bạn không nhất thiết phải trình bày ra lý do này. Có lẽ nên nêu lý do thôi việc khi bạn thích ứng tuyển vào một vị trí khác trong cùng công ty đó, và điều này có thể giúp cho bộ phận nhân sự đánh giá được năng lực của bạn ở vị trí mới. Bạn cũng nên chuẩn bị lý do để có thể chia sẻ vì không thể tránh được việc cấp trên và đồng nghiệp của bạn sẽ hỏi tại sao bạn nghỉ việc. Lý do không cần được nói ra trong thông báo nghỉ việc chính thức của bạn, nhưng thực tế thì bạn vẫn cần phải được nói ra khi được hỏi riêng. 4. Sử dụng giọng văn vừa trang trọng vừa thân mật. Thông báo xin nghỉ việc nói chung cần được viết với giọng văn chuyên nghiệp, nhưng không phải là quá chuyên nghiệp với mức lạnh lùng hoặc cứng nhắc. Thông thường, bạn nên sử dụng giọng văn thân mật nhất như cách mà bạn đã từng cư xử với sếp của bạn trước đây. Nếu như sự giao tiếp của bạn với sếp trước đây giờ đã có tính chuyên nghiệp và nghiêm khắc, thì bạn phải tiếp tục phong cách đó trong một thông báo nghỉ việc của bạn. Mặt khác, nếu như bạn giao tiếp với sếp một cách thân mật hơn, thì đừng ngại thể hiện giọng văn mang tính cá nhân. Giọng văn cá nhân sẽ được coi là phù hợp, miễn là nó không tùy tiện và cẩu thả. Bạn có thể viết, tôi vô cùng cảm kích vì kinh nghiệm và sự trưởng thành mà tôi đã có được trong thời gian làm việc ở công ty. Bạn không nên viết, tôi xin lưu ý rằng tôi sẽ tiếp tục yêu mến công ty ABC và không có ác ý với bất kỳ sếp hoặc là một nhân viên nào ở công ty. Bạn cũng không nên viết, cảm ơn về tất cả. 5. Thể hiện một thái độ tích cực. Thông báo nghỉ việc sẽ là một tài liệu cuối cùng trong tập hồ sơ cá nhân của bạn ở công ty. Vì thế, nó cần phải được để lại cho một người ấn tượng tốt về bạn. Thậm chí nếu như bạn chán ghét công việc mà bạn sắp từ bỏ và không muốn làm bất cứ điều gì với bất kỳ ai ở công ty một lần nữa, bạn vẫn cần phải để lại một hình ảnh nguyên vẹn về bạn thay vì hủy hoại nó. Nếu sếp trong tương lai của bạn gọi cho sếp cũ của bạn để biết rằng bạn có thái độ tích cực khi nghỉ việc, điều này sẽ tạo một ấn tượng tốt về bạn cho họ. Điều này cũng có lợi cho bạn nếu nhiều nhân viên ở công ty cũ của bạn chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ không biết gì khác về bạn. Không bao giờ tỏ một thái độ coi thường ai ở công ty hay phê bình các điều hành của công ty trong thông báo nghỉ việc của bạn. 6. Cảm ơn sếp của bạn. Bạn nên thêm một hoặc hai dòng cảm ơn sếp của bạn vì đã cho bạn nhiều cơ hội và kinh nghiệm trong thời gian bạn làm việc ở công ty. Mỗi công việc đều mang lại một điều gì đó cho cuộc sống của mỗi người, thậm chí cả khi mất nhiều hơn cái được.
Nếu như bạn thực sự học được một kinh nghiệm, hãy bày tỏ lòng biết ơn của bạn. Viết một vài dòng để có thể bày tỏ lòng biết ơn như: tôi thậm chí không biết bắt đầu như thế nào để cảm ơn giám đốc vì thời gian 3 năm vừa qua. Tôi học được nhiều điều hơn tôi tưởng và tôi thật sự cảm kích sự hào phóng và kiên nhẫn của giám đốc. Nếu như bạn chỉ học được một chút kinh nghiệm, bạn vẫn nên gửi một lời cảm ơn chung chung. Bạn có thể gửi thư nói như sau: tôi cũng muốn cảm ơn giám đốc vì đã dạy cho tôi kinh nghiệm trong 3 năm làm việc vừa qua. 7. Để sếp của bạn biết bạn dự định hoàn thành bất cứ một dự án quan trọng nào, như một hành động cuối cùng, cũng như là trách nhiệm và sự trung thành. Bạn nên ghi chép lại tất cả những dự án dở dang hoặc các dự án đang được thực hiện mà sẽ sụp đổ nếu như không có bạn, và hứa sẽ hoàn thành những dự án đó thay vì bỏ công ty trong lúc khó khăn. Bạn có thể loại bỏ những dự án đang tiến triển tốt và những dự án nhỏ mà người khác có thể dễ dàng xử lý được. Làm như vậy sẽ giúp cho bạn để lại một ấn tượng tốt với sếp của bạn. Họ sẽ sẵn sàng dành một lời giới thiệu tốt về bạn cho sếp trong tương lai của bạn nếu như được hỏi. 8. Đề nghị hỗ trợ sau khi nghỉ việc. Sau khi bạn nghỉ, công ty sẽ có những sự chuyển giao công việc với một quy trình làm việc khác, chắc chắn sẽ có một vài biến động. Trong thông báo nghỉ việc, hãy đề nghị hỗ trợ công ty, thậm chí là cả khi hợp đồng của bạn với công ty đã chấm dứt. Cung cấp số điện thoại hoặc địa chỉ email mà công ty có thể dùng để liên lạc với bạn nếu như họ có bất cứ một câu hỏi nào. 9. Kết thúc thư bằng một lời cảm ơn. Thậm chí nếu như bạn đã cảm ơn sếp ở phía trên, sẽ không ngoan nếu như bạn kết thúc nội dung thư bằng việc bày tỏ lòng biết ơn một lần nữa. Ví dụ, tôi sẽ luôn luôn biết ơn giám đốc và những nhân viên của công ty vì tất cả những gì mọi người đã làm cho tôi. Định dạng thư thông báo nghỉ việc. 1. Gửi thông báo nghỉ việc như một bức thư tay, không dùng thư điện tử. Khi nộp thông báo nghỉ việc, bạn nên đánh máy như một bức thư tay và được in ra thay vì gửi qua email. Bạn nên trao bức thư trực tiếp cho sếp của bạn. Gửi email có vẻ dễ dàng hơn và nhanh hơn, nhưng thông thường làm như vậy được coi là ít chuyên nghiệp và có thể sẽ khiến cho người giận không bằng lòng. Không gửi thư qua bưu điện hoặc là thư tín trong công ty. Làm như vậy, thư sẽ có thể đến tay của sếp của bạn muộn và có thể mất một tuần để sếp của bạn có thể nhận được thư. 2. Đánh máy ngày tháng ở góc trên bên trái. Theo quy tắc chuẩn bị khi viết một bức thư trang trọng, bạn nên đánh máy ngày tháng theo quy định ngày tháng năm ở góc bên trái của trang giấy. Với thư viết tiếng Anh, tháng được viết bằng chữ, nhưng ngày và năm sẽ được đánh máy theo quy định dạng số. Ví dụ, ngày 26 tháng 6 năm 2013. Lưu ý rằng, bạn thường không cần phải thêm địa chỉ của người gửi ở trên dòng ngày tháng, bởi vì địa chỉ công ty của bạn cũng chính là địa chỉ của sếp của bạn. Nếu như muốn, bạn cũng có thể sử dụng giấy tiêu đề có địa chỉ ở trên. 3. Cân nhắc ghi thêm địa chỉ. Nếu như sử dụng giấy tiêu đề của công ty để viết thư, bạn có thể chọn một địa chỉ trống của người nhận thư, bởi vì đây là thư được gửi trong một công ty. Mặc dù vậy, thêm địa chỉ là một ý kiến hay vì nó cho phép bạn gửi thư chính xác đến sếp của bạn. Thêm chức danh và tên đầy đủ của sếp ở dòng đầu tiên. Viết tên phố ở dòng tiếp theo và tên quận, thành phố ở dòng sau đó. Để trống một dòng giữa ngày tháng và địa chỉ. Để trống một dòng nữa giữa địa chỉ và lời chào hỏi sau địa chỉ. Địa chỉ nên để khoảng cách dòng hơn. 4. Nhắc trực tiếp đến sếp của bạn ở lời chào hỏi. Thư của bạn nên bắt đầu bằng kính gửi tên của sếp và bạn không nên sử dụng một lời chào chung chung hoặc mơ hồ như gửi những người quan tâm. Bạn cũng nên xưng hô với sếp theo cách mà bạn thường xưng hô, thậm chí là khi cách xưng hô đó không trịnh trọng lắm. Ví dụ, nếu như bạn thường xưng hô với sếp của bạn bằng tên, hãy viết kính gửi giám đốc Hùng. Nếu như trước nay bạn chỉ xưng hô một cách trịnh trọng với sếp bằng họ tên của sếp, bạn nên viết cả họ tên kính gửi giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng. 5. Viết nội dung thư. Bỏ qua một dòng sau lời chào trước hỏi khi bạn viết nội dung thư theo hướng dẫn của bài viết này. Mỗi đoạn văn trong nội dung thư cần để khoảng cách dòng hơn, nhưng cần để cách một dòng trống giữa các đoạn văn. Không đoạn văn nào cần thuộc đầu dòng. Viết thư trong giới hạn của một trang giấy. 6. Viết thư một cách ấm áp. Để duy trì dòng văn tích cực và thân mật, bạn cần kết thư một cách ấm áp và chân thành hơn một chút so với cái kết thông thường như chúc tốt đẹp, cảm ơn hoặc chân thành. Bạn có thể có một cái kết đẹp theo vài cách dưới đây. Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất, chúc công ty sẽ tiếp tục thành công. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất vì tất cả mọi thứ từ trước đến nay. Xin gửi đến công ty lòng biết ơn chân thành và những lời chúc tốt đẹp. 7. Đánh máy tên và ký tên. Đánh máy tên đầy đủ của bạn dưới phần kết thư 4 dòng và ký tên ở giữa phần kết thư và tên đánh máy đầy đủ. Nộp thông báo nghỉ việc. 1. Nộp thông báo nghỉ việc trực tiếp cho sếp của bạn. Cách chuyên nghiệp nhất là nộp thông báo nghỉ việc cho sếp của bạn đầu tiên và trực tiếp. Thường thì bạn sẽ cần sắp xếp một buổi họp,
Nhưng nếu như công ty của bạn nhỏ và bạn khá thân thiết với sếp, thì bạn có thể ghé qua văn phòng của họ mà không cần báo trước, đóng cửa khi vào phòng để có một cuộc nói chuyện riêng tư, nộp thông báo nghỉ việc và nói về nội dung của bức thư. Sếp của bạn có thể sẽ muốn thảo luận với bạn về việc xin nghỉ của bạn. Ngay cả trong thư đã trả lời những câu hỏi dành cho bạn, bạn vẫn cần trả lời hết những câu hỏi của sếp, cảm ơn và bắt tay sếp khi bạn rời khỏi văn phòng. 2. Gửi bản sao thông báo nghỉ việc của bạn cho bất cứ ai để có thể cần biết thông tin này. Điều này được quy định khác nhau ở từng công ty, nhưng nhìn chung thì phòng nhân sự và những người cấp trên khác của bạn sẽ cần một bản. Đồng nghiệp, người cố vấn, những thành viên trong nhóm và khách hàng cần được thông báo tới từng người về việc bạn nghỉ. Họ không cần một bản thông báo chính thức nhưng cần nắm được thông tin. 3. Làm việc chăm chỉ và đẩy nhanh những việc dở dang. Nếu như bạn đề nghị hoàn tất bất kỳ một dự án quan trọng nào trước khi nghỉ việc, bạn cần phải theo sát từ đầu đến cuối và hoàn thành những dự án này. Ngay cả khi không hứa bất cứ một điều gì, bạn cũng không được sao nhãng công việc trong 2 tuần làm việc cuối cùng. Giai đoạn chuyển giao công việc sẽ rất khó khăn với tất cả mọi người. Và nếu như bạn là một người chuyên nghiệp, thì bạn cần phải chuyển giao công việc một cách trôi chảy nhất có thể. Đừng để cho công ty lợi dụng bạn bằng cách yêu cầu bạn làm những việc không thuộc chức năng bình thường trong vòng 2 tuần cuối cùng. Hãy tỏ ra lịch sự và chuyên nghiệp, nhưng cứng nhắc về những việc mà bạn yêu cầu làm trước khi rời đi.